Quý vị, có câu nói rằng cuộc đời con người thành công lớn nhất không ngoài sự thành công của hôn nhân, hạnh phúc lớn nhất không ngoài hạnh phúc gia đình. Gia đình hòa thuận, hưng vượng là điều mà ai cũng mong mỏi, là phúc báo mà mọi người đều muốn có. Vậy đâu là điều cốt lõi để gia đình được phúc báo ấy? Ngày hôm nay Ngọc Trang xin được chia sẻ đến quý vị 4 điều để đảm bảo gia đình hưng vượng lâu dài. Điều đầu tiên là thiện lương. Cổ ngữ nói, người thiện lương cho dù chưa nhận được phúc nhưng họa thủ đã rời xa. Bởi vậy mà thiện lương chính là phong thủy tốt nhất cho gia đình. Cha mẹ là tấm gương có ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành tính cách của con trẻ. Bởi vậy, cần giáo dục và nuôi dưỡng cho trẻ sự thiện lương, có như vậy mới giúp hình thành nên tính cách tốt đẹp. Điều này không chỉ giúp gia đình trở nên hưng vượng mà còn góp phần cho một xã hội hưng thịnh. Lâm Tắc Từ nói, tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. Và điều thứ hai đó chính là nhẫn nhịn. Quả thực, nhẫn nhịn là cách dưỡng phúc cho gia đình. Vợ chồng chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, sao tránh được những vấp váp, mâu thuẫn xảy ra, thế nên vợ chồng với nhau phải biết nhường nhịn. Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Nhân sinh một đời, có thể ở chung trọn đời trọn kiếp là việc không hề dễ dàng gì. Vậy nên biết trân trọng tình cảm của nhau thì hôn nhân mới có thể lâu bền, hạnh phúc gia đình mới được lâu dài. Gia đình là nơi để yêu thương, không phải là nơi để nói lời hay tranh luận đúng sai, ai là người có lỗi. Bởi tranh cãi, dẫu đúng sai rõ ràng rồi thì tình yêu thương cũng sẽ vơi dần, thậm chí không còn nữa. Thứ ba là chuyên cần. Tăng Quốc Phiên là một danh thần dưới triều Mãn Thanh. Ông vừa giỏi binh pháp lại thông tường nho học, có thể nói là người văn võ song toàn. Ông từng nói một gia đình có hưng thịnh hay không chỉ cần nhìn vào ba điểm dưới đây là biết rõ. Thứ nhất, nhìn con cháu ngủ đến mấy giờ. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không. Bởi vì thói quen làm việc sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời một con người. Thứ ba, nhìn xem con cháu có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân thánh hiền hay không. Bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa và không biết đạo lý. Và đó cũng chính là điều thứ tư, đọc sách. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể làm bạn với các nhà hiền triết, tìm thấy câu trả lời cho những nghi hoặc trên con đường nhân sinh. Đọc sách không chỉ giúp chúng ta có thêm tri thức mở mang trí tuệ, mà còn giúp chúng ta thay đổi thế giới quan và nhân sinh quan. Có thể nói phong thủy tốt nhất cho gia đình chính là mỗi thành viên cần nuôi dưỡng cho bản thân một nội tâm thuần thiện. Nuôi dưỡng 4 yếu tố, thiện lương, nhẫn nhịn, chuyên cần và đọc sách chính là phong thủy tốt nhất giúp gia đình trở nên hưng vượng. Và từ khi đọc được một quyển sách quý, Ngọc Trang và gia đình mình đã có được một thói quen đọc sách hàng ngày. Chúc cho quý vị luôn có những phút giây hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của mình. Và